Tập 6. Cậu nói có lý. Là lừa hay ngựa thì cũng phải lôi ra đi thử xem thế nào. Đúng vậy đó. Chúng ta cũng phải thực hành để tiến bộ chứ. Quan hệ giữa tôi và ủy ban thành phố khá tốt. Hay là tôi nhờ giả người ta sắp xếp cho chúng ta một cuộc thi khởi động chất lượng cao. Được đó. Mai luôn đi. Điện thoại. Ai gọi muộn thế? Trạm Thủy Lê. Trên núi mưa rồi. Thế cậu đi từ từ thôi nhé. Được, anh cứ làm việc của anh đi. Quý luận viên Alpha, đằng kia có hai người tìm anh kìa. Không cần đâu, hoàn toàn không có cùng trình độ. Huấn luyện viên Alpha, là lừa hay ngựa thì phải thử mới biết được. Đúng vậy, chưa nói đến phần cứng thì đội kia của anh, chúng tôi gọi là đội trẻ con. Trẻ con dưới thôn bướng bỉnh, khó dạy, dễ sinh mâu thuẫn. Cứ có chuyện một cái thì hoặc là gây bè kết cánh, hoặc là chơi một mình. Những đội thế này tôi gặp nhiều rồi, cho nên tôi vẫn tập trung vào bọn trẻ thành phố. Tính kỷ luật cao, nghe lời, học nhanh, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Có những bạn đã theo tôi được quán quân hai lần rồi. Tôi nói thật với các anh nha, tôi hiểu quá rõ về trung học G. Agastitai. Ở đó không có học sinh nào có năng khiếu đá bóng hết. Bây giờ vấn đề lớn nhất của bóng đá Trung Quốc là vẫn chưa xây dựng được tiêu chuẩn tuyển chọn rõ ràng. Năm xưa bóng đá thế giới cũng như thế, mà suýt nữa mất đi Cristiano Ronaldo. Cho nên anh dựa vào cái gì mà nói người ta không có năng khiếu đá bóng? Hồi nhỏ Messi còn suýt nữa mắc chứng nhỏ thó, cho nên trong mắt của anh. Được rồi, cậu là ai đấy hả? Đây là huấn luyện viên của trường chúng tôi. Có gì từ từ nói. Chúng tôi cũng là muốn đến học tập các anh với tinh thần giao lưu. Chúng tôi, có thể tôi đánh giá cầu thủ không chuẩn lắm, nhưng mà tôi biết nhìn huấn luyện viên đấy. Cậu là người mới đúng hay không? Từng dẫn đội nào chưa? Từng đá bóng chưa? Sao lại chưa? Được. Tôi từng thấy câu này trên mạng. Đừng lấy sở thích của cậu ra thử thách nghề nghiệp của người khác. Lên trấn tìm một đội mà chơi đi. Tôi biết, có thể chúng tôi sẽ thua, nhưng mà tôi đảm bảo với anh, thành viên đội của tôi sau này chưa chắc đã kém đội của anh đâu. Tự tin quá nhỉ? Thế cứ chờ mà xem. Đi thôi. Nói rất hay. Lấy sở thích của tôi đi thử thách nghề nghiệp của người khác. Không phải câu đó. Là cái câu mà tôi tin rằng thành viên đội của tôi sau này chưa chắc đã kém đội của anh đó. Đương nhiên. Trung học số 8. Trung học số 8. Thật sao? Tôi cũng mong là thật lắm. Trật tự. Ngày mai thi đấu, mặc đồng phục. Huấn luyện viên, bọn em không có đồng phục. Vậy thì tất cả mặc áo phông trắng. Áo phông hay sao? Đi đâu tìm áo phông bây giờ? Nghe tôi nói này, đối thủ rất mạnh, nhưng mà các em cũng không phải là lũ gà. Có tự tin hay không? Có. Áo phông thì nhiều à, nhưng mà không có áo trắng hết. Mua. Mẹ ơi, mẹ mua cho con một cái đi. Làm việc đi rồi nói. Forget. Chúc các cậu chiến thắng. Bạch mã cùng yên bạc, tiến bước như sao băng. Nào, xếp thành hai hàng, nhanh. Cậu hai, đưa bút cho tôi. Nào. Nào.
Làm bẩn là em sẽ bị mắng đấy. Không được viết lên đâu ạ. Viết lên xong rồi khó giặt lắm. Của em cũng không được đâu. Không được viết lên áo. Viết lên tay. Số mấy? 10. Nhớ kỹ số của mình đó. Tôi sẽ thay đổi chiến thuật bất cứ lúc nào. 7. Zia Gastitai, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đi. Tôi chọn bên này. Được. Quay lại. Số 8, quay lại đi. Rút. Hay lắm, hay lắm. Hay. Đẹp lắm. Phòng thủ, phòng thủ. Phòng thủ. Phòng thủ đi. Phòng thủ. Nào, lại nào, lại nào. Cố lên, cố lên. Phòng thủ, phòng thủ. Tôi thế này sao gỡ được nữa. Lại nào, lại nào. Trung học số 8 Yên Ninh, cố lên. Phòng thủ. Đừng túm tụm lại. Cố lên. Không sao, không sao. Cố lên, cố lên. Vẫn còn thời gian, cố lên. Cố lên nào. Hay lắm. Cậu phòng thủ tốt chưa mà trách tôi. Truyền đi. Số 15, đừng lao về trước, phòng thủ đi. Cậu ta 15, tôi 13. Số 13 về phòng thủ đi, nhanh lên. Huấn luyện viên về vị trí. Lần sau phạt cậu trước đấy. Trần Cương chạy đi. Chạy nữa là việt vị đấy. Đừng đụng. Hay lắm. Trọng tài, chúng tôi không muốn đá nữa. Bọn họ quá yếu. Huấn luyện viên Trương, qua đây một chút. Họ không muốn đá nữa kìa. Cậu có đồng ý hay không? Đồng ý. Trọng tài, họ không muốn đá nữa. Bên kia đồng ý chưa? Đồng ý. Được. Được rồi, tôi hiểu đám trẻ nhà quê này mà. Rất nhiều đứa thích đá bóng. Nhưng mà rất hiếm trường hợp có thể kiên trì huấn luyện tiếp. Cậu khỏi tốn sức nữa. Cậu có biết đá bóng hay không mà đến làm huấn luyện viên đấy?
Tôi đã bảo rồi, đừng lấy sở thích của cậu ra để thử thách công việc của tôi. Không phải chỉ thua một trận thôi hay sao? Tất cả đều có trách nhiệm. Cho nên từ nay về sau, chúng ta phải cố gắng huấn luyện hơn nữa. Huấn luyện thế nào? Thầy dạy bọn em mà. Bọn em phải huấn luyện thế nào mới đạt tiêu chuẩn đây? Thầy đã bảo là cố gắng tập luyện sẽ thắng. Nhưng mà kết quả thì sao? Rốt cuộc thầy có biết đá bóng hay không vậy? Đi huấn luyện theo thầy đúng là vô dụng mà. Lúc trước làm gì vậy? Bây giờ biết hỏi tôi rồi hay sao? Sư phụ à, người đừng mắng con nữa. Con cũng biết hồi đi học con không học hành tử tế. Bây giờ con rất hối hận đó. Bây giờ có một chuyện rất quan trọng. Trong đội của con bây giờ có mấy đứa trẻ rất có năng khiếu, sau này cũng có khả năng sẽ trở thành hạt giống tốt nữa. Con rất sợ sẽ làm lỡ dở tụi nhỏ. Chuyện dẫn đội một hai câu sao mà nói rõ được. Nhưng mà con đã biết gọi hỏi ta rồi mà vẫn không biết mình nên làm gì hay sao? Làm gì à? Trời ơi, xem đi, thông tin mới nhất và video trên toàn thế giới đầy ra đó. Lên mạng là thấy rồi. Học đi con. Con còn có một câu hỏi cuối cùng này nữa. Có huấn luyện viên tốt nào mà chưa từng là cầu thủ, kỹ thuật và lối đá bóng đều không ra sao không? Đầy ra đó. Ta nói thật với con nhé, hồi bằng tuổi con, ta cũng có giỏi đá bóng lắm đâu. Bây giờ vẫn làm huấn luyện viên đây còn gì. Con cứ yên tâm đi, vẫn còn Scolari với Pira chống lưng cho chúng ta mà. Cảm ơn sư phụ. Huấn luyện viên, lần này chúng ta thua không hoàn toàn là lỗi của thầy đâu. Anh à, không phải thầy, là thầy. Không hoàn toàn là lỗi của thầy. Sân bóng 90-45 quá lớn, còn có bao nhiêu khán giả. Bọn em rất căng thẳng. Nói thật thì tôi cũng rất căng thẳng đó. Thật ra bọn em đều rất thích thầy. Dù bọn em cũng rất thích các giáo viên trước,
Nhưng mà dường như họ đều không thích chỗ bọn em. Hoặc là không hợp khí hậu, hoặc là không thích yêu xa, không thì bị ba mẹ ép cưới. Nói chung là về sau đều đi hết. Mấy đứa biết cả những chuyện này đấy hay sao? Chỉ có thầy chịu lập đội bóng, nghiêm túc huấn luyện bọn em. Chỉ cần thầy không bỏ cuộc, dù không thắng được trung học số 8 cũng sẽ không thua đau như vậy. Tự tin như vậy hay sao? Dạ đương nhiên rồi. Bọn em bảo đảm sẽ không dấp ngã hai lần vì cùng một tảng đá. Huấn luyện viên, thầy không tin vào bọn em à? Không, không phải đâu. Chênh lệch nhiệt độ lớn quá. Dạo này tôi bị cảm nhẹ. Không sao, uống thuốc cảm vô là được. Mấy đứa cũng phải chú ý đó. Mặc ít thế rồi bị cảm thì huấn luyện kiểu gì đây? Huấn luyện viên, thầy biết đá bóng đúng hay không? Thế cũng phải biết tân bóng chứ. Đương nhiên là tôi biết đá bóng. Cũng đương nhiên là tôi biết tân bóng rồi. Hôm qua chúng ta thua đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi mọi người. Tôi rất xin lỗi mọi người. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng các em nhất định đừng nhục chí. Bởi vì các em thật sự rất có năng khiếu, cho nên nhất định đừng dễ dàng từ bỏ. Có chuyện này tôi muốn thành thật với mọi người. Tôi thực sự không biết đá bóng.
Nhưng mà tôi học ngành giáo dục thể chất, định hướng đá bóng. Tôi biết lý thuyết. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta cùng nỗ lực thì nhất định sẽ có thành tích không tồi. Huấn luyện viên, xin lỗi, hôm qua em sai rồi. Nhưng mà em tin thầy. Em cũng tin thầy. Bọn em cũng tin thầy. Hôm nay bọn em đi muộn 5 phút, đến muộn về sớm không có lý do. Phạt chạy 5.000m. Bên phải, quay. Chạy bộ, chạy. Huấn luyện viên, thầy không biết đá bóng cũng không sao đâu. Em dạy thầy. Lý thuyết luôn phải kết hợp chặt chẽ với thực tiễn. Con biết rồi sư phụ. Thái độ quyết định tất cả. Tiểu tiết quyết định thắng bại. Con tạo chiến thuật tiêu chuẩn đi đã. Được, 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 để con vẽ nó ra. Nhanh lên. Tích cực lên. Tích cực tấn công. Giữ đội hình. Giữ đội hình. Quay lại, giữ đội hình. Người bên này, nếu như chạy qua bên này, sau đó giữ đường phải quay lại phòng thủ. Như này nhé. Kiểu như này. Chuyền bóng nghiêng 45 độ. Tiền đạo kỹ thuật tốt, có thể tham gia tấn công. Cầu tiền vệ giỏi phòng thủ, có thể xếp ra sau để tham gia phòng thủ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy tiền vệ sẽ phòng thủ, sau đó kéo qua phía sau bên trái để hỗ trợ phòng thủ, đúng hay không? Đúng là sư phụ có khác. Được rồi, được rồi. Đã hiểu, đã hiểu. Tấn công, tấn công. Đá như vậy là đúng rồi. Đá như cậu ấy đi. Tốt. Bây giờ vấn đề lớn nhất của đội chúng ta là còn thiếu một tiền vệ chính thật sự. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm đại não và bộ máy tấn công thực sự thuộc về chúng ta. Ai thắng sẽ được nhận chiếc áo này. Số 10 đội Trung Quốc. Đội Trung Quốc, được đó. Của đội Trung Quốc. Điều kiện đầu tiên để trở thành tiền vệ mạnh chính là chuyền bóng cho tiền đạo thực chuẩn, tạo nên cơ hội sút vào. Chuẩn bị. Đá. 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 Yeah.
Mahemuti, bây giờ đội bóng cần em lắm. Mọi người cũng cần em. Em gặp khó khăn gì thì chỉ cần nói ra, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết là được rồi. Nói cũng vô dụng thôi. Tôi nói là làm. Đây là thứ em xứng đáng được nhận. Thật ra là vì ba của em. Ba của em rất vất vả. Việc làm nông trong nhà đều do một mình ba của em làm. Em trai của em còn nhỏ lắm. Mẹ của em lại rất yếu. Trong nhà ngoài em ra không ai giúp được ông ấy hết. Sau khi về nhà thì không còn thời gian huấn luyện nữa. Cuộc thi cuối tuần thì càng khỏi nói. Thực ra trong đội còn rất nhiều bạn giấu gia đình đi đá bóng. Sao phải giấu? Chúng ta đang làm chuyện nghiêm chỉnh mà. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn vô lý thế? Tôi đi nói chuyện với ba em. Dạ thôi, chắc chắn là thầy nói không lại ba của em đâu. Tin thầy đi. Anh nghe tôi nói, người không thay thế được máy móc đâu. Ai đây? Đây là thầy dạy toán của con. Thầy toán hả? Vậy con học toán cho tốt. Đi, đi làm bài tập đi. Sau này không được đá bóng nữa đâu đó. Nghe chưa? Cậu còn việc gì nữa không? Dạ không, không có việc gì hết. Không có chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi. Cậu bảo có phải tôi có lòng tốt mà làm hỏng việc hay không? Đúng vậy đó. Rõ ràng là chuyện tốt, sao lại không trao đổi được? Thực ra bây giờ chỉ cần có thể thuận lợi triển khai việc dùng máy bay không người lái trong nông nghiệp thì những chuyện cậu đang gặp phải không còn là chuyện nữa. Chắc chắn là có thể giải quyết được. Nhưng mà vấn đề bây giờ là những gì nên nói đã nói hết rồi, những gì nên làm cũng đã làm hết rồi, nhưng mà vẫn không nói chuyện được. Vấn đề là bây giờ bọn trẻ giấu phụ huynh không ổn đâu. Có khi đấy cũng là một cách. Tôi nói hai chuyện nha. Thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, bạn nào cần thì sau khi tan học có thể về làm nông trước. Nhưng có một điều kiện. Nhưng không được lười biếng. Phải hoàn thành hết các nhiệm vụ huấn luyện đã quy định. Buổi sáng ngày hôm sau phải dậy sớm đến trường tập bù. Thứ hai, chuyện các em đá bóng tôi sẽ nghiêm túc giữ bí mật cho. Tốt quá. Huấn luyện viên, thế bây giờ em về luôn được không ạ? Lý do, dắt sữa bò. Giờ muộn nữa là bò ngủ mất, nó dễ cấu lắm. Thế sáng ngày mai em phải đến trường sớm nửa tiếng cho tôi. Dạ được. Huấn luyện viên, em có thể dậy sớm nửa tiếng, thầy dậy được không ạ? Đương nhiên là tôi dậy được rồi, đi đi. Tạm biệt huấn luyện viên. Huấn luyện viên, bò nhà em cũng ngủ. Báo cáo huấn luyện viên, em muốn xin vào đội. Xin hỏi, bao giờ có thể tham gia kiểm tra ạ? Ai đấy? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ba, bốn, năm, sáu, bảy.
Tết Kistani, cô bảo em bao nhiêu lần rồi, lần sau không được, mang đồ ăn cho cô nữa đâu đó. Bao nhiêu giáo viên ở đây, ngại lắm luôn đó. Hiệu trưởng Guli, em nghe lời, cái này không phải mang cho cô đâu ạ, là mang cho huấn luyện viên của em mà. Tạm biệt hiệu trưởng, huấn luyện viên ăn thông thả nha. Ừ, cảm ơn. Ăn đi. Nào. Hiệu trưởng, thực ra từ nhỏ tôi đã không thích ăn thịt dê cho lắm. Đấy là vì từ nhỏ cậu chưa từng ăn thịt dê ngon. Nào ăn thử đi. Được rồi, cậu sắp cắn nát cả xương rồi đấy. Anh à, đội truyền nhanh thì sao? Không được, đội truyền nhanh không có thuyền à. Đội hắc mã rừng sâu, ấu trĩ quá không được đâu. Hay gọi là đội giấc mơ Ziagastitai đi. Giấc mơ Ziagastitai đi. Quê quá, không được, nghĩ cái khác đi. Thế nghĩ tiếp đi. Nghĩ tiếp. Ít bát. Đội giấc mơ ít bát thì sao? Là sao cơ? Có thể dịch ra là đoàn kết biến giấc mơ thành hiện thực. Được đó, đoàn kết, đúng, nghe như hào môn ấy. Đúng, chọn nó đi. Đội giấc mơ ít bát. Hay, đội giấc mơ ít bát, tuyệt. Trần Cương, em thấy sao? Em không có ý kiến gì hết, thầy không cần phải hỏi em. Ba mươi lăm. Được rồi, đi thông thả nha. Sao hai em lại tới đây thế? Hôm nay mẹ của em tăng ca. Ở nhà không có ai, bọn em sợ lắm. Thế nếu không chê thì tối nay ngủ lại đây đi. Bọn em cũng đang muốn thế đó. Ngủ đi. Nhẹ thế này lại còn dày thế nữa. Đây là chăn lông phủ, loại rất là cao cấp ấy. Có ấm không à? Có lạnh không? Hơi à. Nằm sát vào nhau sẽ ấm lắm. Mau ngủ đi. Thầy Trương à, đi mau.
Hiệu trưởng Phát, hiệu trưởng Phát, Phát, Phát. Thầy ơi. Đây, số 5. Từ từ thôi. Ai cũng có, cứ bình tĩnh nha. Cứ bình tĩnh. Số 9, số 9. Của em. Huấn luyện viên, nào nào nào, áo của em đẹp không? Huấn luyện viên, huấn luyện viên, mới phát đó, thầy coi. Trường Lôi, sắp thi đấu rồi. Lúc huấn luyện, bảo bọn trẻ mặc đồ này tập đi. Đừng để bây giờ không nở mặt, đến lúc ra sân mặt lại không quen đó. Bộ đồ này thế nào hả? Tốt lắm. Được không? Dạ được, dạ được. Đây không phải là cuộc thi chính thức gì đâu. Sao em phải mặc chứ? Tôi biết. Nhưng các em không chỉ là đồng đội mà còn là bạn nữa. Bạn gì ạ? À? Từ sáng tới tối hỏi trên sân bóng chỉ biết gào lung tung cái gì mà. Igule với Bass. Đừng thích sự gì đâu. Còn bảo em không biết chuyền bóng, chỉ biết chạy lung tung. Trên sân bóng bọn họ lét lung tung cái gì, ai mà hiểu. Đầu to vẫn hiểu mà. Nó là nó, em là em. Trần Vương, đó là thói quen từ nhỏ của họ khi đá bóng. Em cũng có thói quen khi đá bóng từ nhỏ mà. Em nghĩ mà xem nhé. Em là tiền đạo chủ lực. Chỉ khi em phối hợp, giao lưu với đồng đội thì em mới phát huy được tác dụng chứ. Dùng kỹ năng để thuyết phục người khác là được. Dù cho em không giao lưu cũng có thể phát huy tác dụng. Em làm như vậy là không kết bạn được đâu. Người xuất sắc không phải không kết bạn được, chỉ là trong số bạn bè của người đó không có thầy mà thôi. Ba của em bảo thế hả? Có phải chỉ khi cãi nhau với thầy con mới nhớ ra lời của ba nói hay không? Thầy ấy bảo ba hay sao? Dù sao ba cũng đâu có đến xem, con mặc gì chẳng thế. Con trai, thật ra trang bị cho đội cổ vũ của con ba đã mua cả rồi, thiệt mà. Lần sau nhất định ba sẽ đến. Thế này đi, nếu ba có thể ngồi trong phòng con đủ 5 phút, không nhìn điện thoại, không nghe điện thoại, thì con sẽ tin ba. Thế là dễ quá rồi. Điện thoại của ba, ba để đây nhé, để cho con giám sát. Con học bài đi. Ba ngồi đây chung với con. Con trai à, ba có thể dừng một chút được không? Cuộc gọi này quá quan trọng, ba nghe chút nha. Con yên tâm đi, cuộc thi của con ba nhất định sẽ đến xem. Con yên tâm đi con. Nói đi. Rồi rồi, nói đi. Gastitai, tất thắng, tất thắng. Cố lên, cố lên, cố lên. Gia Gastitai, tất thắng. Nào nhanh, 1, 2, 3. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Nào.
Mọi người ơi, chúng ta lùi lại một chút nha. Chúng ta giữ khoảng cách nhé. An toàn là số một. Mọi người, tôi xin tuyên bố một tin tốt. Chúng tôi đã giúp nhà bà Amina, người chỉ sống một mình, giành được phúc lợi dùng máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu miễn phí. Máy bay không người lái rất tốt. Máy bay không người lái cứ thế là bay đi à? Từ từ thôi, từ từ thôi. Bí thư à, có khi sẽ đâm vào cây mất. Nhất định đừng rơi. Nhất định đừng rơi. Bao nhiêu người đang nhìn đấy, nhất định đừng có hỏng nha. Điều khiển đi, điều khiển đi. Dừng đi, hai độ cao, hai độ cao. Nhanh nhanh nhanh, từ từ thôi. Hai nút có kiểm soát rồi, có khi phải cho rơi thôi. Bí thư à, bí thư, nguy hiểm lắm. Thứ đó còn sắc hơn khoang điện đấy.